Bạn sẽ là một người vô cùng cuốn hút nếu các bạn làm được 5 điều này. Bạn sẽ vô cùng cuốn hút trong tình yêu. Bạn sẽ được tôn trọng, bạn sẽ được trân trọng. Và nói thật, nếu các bạn làm được những cái điều này thì thực sự cuộc đời của bạn không thể kém cỏi được. Thực khó để các bạn bất hạnh trong tình yêu và cuộc sống lắm. Chúng ta sẽ xem những cái điều này là những cái điều gì mà khiến các bạn cuốn hút đến như vậy nhá. Điều đầu tiên, đó là các bạn không sợ mất bất kỳ ai trong cuộc đời của bạn. Đây là một cái đỉnh cao nha các bạn. Các bạn làm được điều này, bạn cuốn hút lắm. Thực ra con người ta sở dĩ trở nên kém cuốn hút là bởi vì họ cứ sợ. Trong lòng họ tràn ngập nỗi sợ mất người yêu, nỗi sợ mất chồng, nỗi sợ mất vợ. Nỗi sợ tuột mất cái người này, người kia. Và chính cái nỗi sợ đấy nó khiến cho các bạn điên rồ. Các bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Các bạn đau đớn khổ sở. Nhưng nếu các bạn đạt được một cái cảnh giới là không sợ mất ai cả. Cầm được, buông được, yêu được, không yêu cũng được. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn không có cảm xúc. Hay là các bạn không yêu chân thành không nha. Đó là hai cái điều hoàn toàn khác đó. Cái người mà họ không sợ mất không có nghĩa là họ không yêu, mà là họ biết rằng khi tôi yêu một ai đó, đó là khi tôi đến và mang những giá trị cho người đấy. Và cái thứ mà tôi cần đó là người đàn ông hoặc người phụ nữ đó trân trọng và yêu thương tôi. Còn nếu như một ngày người đó sẵn sàng vì một ai đó khác mà rời bỏ tôi cũng chả sợ gì để mất cả. Đúng không? Đó. Nên cái đó nó là đỉnh cao của cái sự biết trân trọng bản thân và biết trân trọng người khác. Chứ không có nghĩa là coi thường tình cảm. Đó. Một người càng từng trải, càng cuốn hút thì sẽ càng phải hiểu một điều rằng mình cần có năng lực để rời bỏ bất kỳ ai một khi điều đó là cần thiết. Bởi vì cuộc đời này không ai biết các bạn sẽ gặp những cái tình huống gì đâu. Hôm nay mình rất hạnh phúc, có thể mai mình sẽ không có điều đấy nữa. Hôm nay người ta rất yêu mình, có thể mai người ta sẽ yêu người khác. Cho nên các bạn nếu không trang bị được cho mình một cái năng lực để mà rời bỏ, buông bỏ và không sợ mất bất kỳ ai thì các bạn không thể cuốn hút được. Tất cả những sự không cuốn hút đến từ việc thảm hại, đau đớn, khổ sở, người khác không cần mình nữa, mình vẫn cần người ta thì mới đau khổ thôi. Còn đủ bản lĩnh để biết rằng xứng thì tôi yêu, không xứng thì tôi buông. Cuộc đời này có người đó cũng được, mà không có cũng không sao. Có thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Mà nếu cần thiết để mà không có người đó trong đời thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Nếu mà làm được như vậy thì đó mới là điều tuyệt. Đó mới là thực sự cuốn hút các bạn. Và nếu các bạn càng từng trải trong cuộc đời này thì các bạn càng thấm thía cái câu nói này. Nó quan trọng đến mức độ như thế nào. Cái điều quan trọng này nó có giá trị lớn lao đối với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Bởi vì khi các bạn còn trẻ, các bạn mới yêu, các bạn không trải từng trải nhiều thì các bạn sẽ nghĩ coi tình yêu là tất cả của cuộc đời, người kia là tất cả của cuộc đời. Và trong suốt quá trình tư vấn của mình, các bạn có biết là những cái người mà thua thảm hại nhất trong tình yêu là ai? Đó là những người phụ nữ, những bà vợ hy sinh hết mình vì chồng, vì con, tiết kiệm tiền cho chồng, cho con. Cuối cùng các bạn đạt được cái gì? Cuối cùng các bạn luôn sợ mất. Bởi vì các bạn cống hiến quá nhiều nên các bạn sợ mất. Các bạn bị phụ lòng. Đấy. Thường nhá, trong tình yêu và hôn nhân, ai càng là người cống hiến nhiều, người đấy lại càng dễ bị phụ nhất. Chứ không phải là vì các bạn tốt với người ta mà người ta không phụ lòng các bạn đâu nha. Đấy, đau khổ toàn đến từ những cái người phụ nữ thì hy sinh hết lòng vì chồng vì con, không màng đến bản thân, vứt bỏ bản thân vì chồng vì con, cuối cùng đưa đến một kết quả là bị phản bội. Không muốn ly hôn thì cũng bị chồng ly hôn. Các bạn thấy cái năng lực, cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta phải biết buông, chúng ta phải biết không sợ mất bất kỳ ai. Ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, có năng lực để rời bỏ bất cứ ai. Đó là điều tuyệt vời, đó là điều cuốn hút nhất của một người đàn ông, một người phụ nữ. Điều số 2, nó khiến bạn vô cùng cuốn hút đấy, đó chính là không ngừng nâng cấp bản thân. Mình không muốn các bạn phải so sánh mình với bất kỳ ai thành công ở ngoài kia, nhưng mình muốn so sánh bạn với bạn của ngày hôm qua. Hôm nay bạn đã tốt hơn gì so với ngày hôm qua rồi? Hôm nay mình đã lạc quan hơn hôm qua chưa? Mình đã trí tuệ hơn hôm qua chưa? Mình đã giỏi giang hơn hôm qua chưa? Mình đã có tư duy tốt hơn hôm qua chưa? Mình phải so sánh mình với ngày hôm qua và mình thấy rằng mình đang trưởng thành, mình đang tốt lên, mình trở thành cái con người mà mình thực sự muốn. Nhắm mắt lại và nghĩ về cái hình tượng mà mình muốn trở thành đi. Hôm nay mà mình đã tốt hơn ngày hôm qua để trở thành cái phiên bản đó hay chưa? Mình không bao giờ muốn các bạn đánh mất bản thân khi các bạn bước vào tình yêu, hay đặc biệt là những người phụ nữ bước vào hôn nhân. Các bạn rất dễ hay đánh mất bản thân mình. Rất nhiều những người phụ nữ ngây thơ lắm, chưa trải đời, bước vào hôn nhân là sẽ nghĩ là gia đình với tôi là quan trọng, tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp. Mình không có xem thường cái đó, mình đánh giá rất là cao sự hy sinh của các bạn. Thế nhưng thực tế trong quá trình tư vấn của mình, hầu hết những cái người bị phụ lòng, bị chia tay là những người phụ nữ vứt bỏ tất cả sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Gia đình là quan trọng, nhưng không có nghĩa các bạn phải vứt bỏ
vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ cuộc đời của mình vì hôn nhân nhá. Hôn nhân phải là nơi các bạn thăng hoa và các bạn được ủng hộ cho những quyết định trong sự nghiệp và ước mơ của các bạn, chứ không phải là lúc các bạn vứt đi ước mơ, vứt đi sự nghiệp của các bạn để phục vụ cho hôn nhân, thì tất cả những người hầu hết là kết cục rất là đau khổ. Cái điều số 3 khiến bạn rất cuốn hút đó là các bạn biết đón nhận đau khổ, các bạn biết học và trưởng thành từ những đau khổ đó. Mình nói thật, mình không cần biết bây giờ các bạn đang gặp phải điều khó chịu nào, đau khổ nào trong cuộc đời. Nếu bạn không trưởng thành được hơn từ đó, nếu bạn không rút ra được bài học gì từ đó, nếu bạn không trở nên tốt hơn gì từ đó, thì cái sự việc đấy đúng là đã lãng phí rồi. Lãng phí nỗi đau đấy rồi. Nó xảy ra thực sự là quá lãng phí rồi. Tất cả những nỗi đau trên cuộc đời này đến là để rèn luyện, tôi luyện bạn trở thành một con người bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn, để có năng lực gánh vác những cái điều lớn hơn trong cuộc đời này. Và nếu như cái đó nó không có ý nghĩa trong sự trưởng thành của các bạn, mà khiến các bạn yếu đuối, các bạn bây giờ các bạn vùi đầu vào cái đau khổ đấy và không thoát ra được, thì rất lãng phí cái nỗi đau đấy thôi. Điều số 4 khiến bạn cuốn hút đó chính là một cái tư duy: khi niềm vui đến, chúng ta tận hưởng niềm vui mà không tham. Khi nỗi đau khổ đến, chúng ta chấp nhận đau khổ mà không sân. Đó. Đạt được cảnh giới này sẽ là một người vô cùng tuyệt vời này. Bởi vì khi bạn tận hưởng một cái gì đó tốt đẹp trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ khởi lên một cái tâm tham là tôi muốn giữ cái sự tốt đẹp đấy, tôi muốn giữ cái tình yêu đấy, tôi muốn giữ cái hạnh phúc đấy, tôi muốn giữ, tôi muốn được đối xử tốt như thế. Đúng không? Đó là lúc tâm tham nổi lên đấy. Khi bạn đang tận hưởng cái niềm vui đấy và muốn giữ cái niềm vui đấy, các bạn đang nuôi dưỡng cái lòng tham rằng tôi sẽ muốn có nữa, có nữa. Và khi bạn đau khổ đến, các bạn sẽ tức giận, là bạn sân. Đúng không? Các bạn không chấp nhận, không cam tâm, bạn hận thù, sân. Tất cả những cái đó đều không tốt, nhưng mà đó là quy luật của cuộc sống này mà. Cho nên một người thực sự hiểu đời ấy, nên là khi tận hưởng hạnh phúc mà không tham, chấp nhận đau khổ mà không sân. Mình biết rằng cuộc đời này là chuỗi ngày của những hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc đến mình biết, nhận biết nó, mình tận hưởng nó, nhưng mà mình không phải bám chấp vào nó để mà mình không chấp nhận là mất. Ví dụ hôm nay mình hạnh phúc, mình tận hưởng nó, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, nhưng không có nghĩa là tôi bám chấp vào đấy để tôi biết rằng ô, người này phải ở bên cạnh tôi cả đời và không bao giờ được rời xa tôi. Không, không bám chấp vào đấy. Hay một cái điều đau khổ xảy đến, không vì như thế mà chúng ta mất niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta chỉ biết là à, cuộc đời nó là như vậy. Đau khổ đến, rút kinh nghiệm từ đó, trưởng thành từ đó. Thế thôi. Đời là như vậy mà. Chúng ta có 100 năm để dạo chơi trên cái cuộc đời này. Trải qua đau khổ thì mình cũng có những trải nghiệm của đau khổ, trải qua hạnh phúc cũng có trải nghiệm của hạnh phúc. Còn nếu như bạn không trải qua đau khổ, bạn không bao giờ biết giá trị của hạnh phúc cả. Đúng không? Ngày nào cũng vui thì làm gì chúng ta đâu có biết đấy là niềm vui đâu. Chúng ta biết đấy là điều bình thường, đúng không? Điều số 5, một người cực kỳ cuốn hút và trí tuệ này, đó là họ biết chọn bạn mà chơi. Luôn biết chọn những người bạn mà hơn mình để mà chơi cùng. Thông minh hơn mình, tài giỏi hơn mình, giàu có hơn mình, xinh đẹp hơn mình để mà chơi cùng. Tại sao mình lại nói như thế? Rất là nhiều người họ chơi với những người kém hơn họ thì họ sẽ có sự tự tin. Nhưng các bạn không biết rằng nếu các bạn chơi với những cái người kém hơn mình thì mình sẽ không có sự phát triển gì cả. Hãy chơi với những người xinh đẹp hơn mình. Đừng sợ những người xinh đẹp thì sẽ lấn át mình không. Bạn chơi với những người xinh đẹp, bạn sẽ học cách để trở nên xinh đẹp. Bạn chơi với những người giàu có, bạn sẽ học cách để kiếm tiền. Đúng không? Cần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Chơi với những người đạo đức, tử tế, vừa giàu, vừa có trí tuệ, vừa sống đạo đức, nó sẽ tốt hơn là. Ví dụ các bạn chọn những người bạn mà nhiều tiền nhưng mà chơi bời, nhân cách không tốt, đúng không? Và đó là năm cái điều mà một người trí tuệ, một người cuốn hút sẽ làm. Thực sự khi các bạn làm được năm cái điều này thì thực sự cái cách mà bạn nói chuyện, nó sẽ khiến cho một người khác cảm thấy rằng bạn là người rất có chiều sâu và rất có trí tuệ, chứ không phải là nhìn vào sự việc theo bề nổi của nó. Thực sự bạn rất cuốn hút đó. Cho nên là mình rất là khuyến khích các bạn sẽ nhớ những cái điều này. Và để tìm hiểu sâu hơn về sự cuốn hút thì đừng quên mình có khóa học là Đỉnh Cao Cuốn Hút Khi Yêu. Nó rất là quan trọng để các bạn có thể có những cái giá trị cho mình và duy trì một cái mối quan hệ bền vững và hạnh phúc các bạn nhé. Để tham gia khóa học này, các bạn hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.